là sao, là vậy là sao? Ý nói gì? 2 giờ hả? Hai giờ Không hiểu gì mà cũng đưa ra vậy, hiểu gì không, hiểu gì không? Mười giờ mấy giờ? Bà cầm điện thoại hoài, bà cầm điện thoại hoài à? Bà nói tiếng gì vậy con? Cô Tết đi ngủ lúc đó là khoảng 6 giờ rưỡi gì đó, 6 rưỡi tối gì đó. Và bây giờ là đồng hồ đang chỉ 11 giờ đêm rồi. Gì không phải 11 giờ? 11 giờ đêm rồi. 11 giờ đêm mà chưa 11 giờ đêm rồi mà con chưa ngủ. Sao vậy? Nó dậy 9 giờ tối. Là tại sao giờ này chưa ngủ? Tại sao giờ này con chưa ngủ? Hả? Ngủ đi để cho người ta ngủ. Ba người thích gì con đó. Thì sao? Muốn ngủ ngủ, không ngủ thôi hả? Quyền tự do đúng không? Ai ngủ ngủ đi, tôi không ngủ đúng không? Đi ngón tay. 11 giờ rồi, con không có đủ ngón tay để đếm đâu. Điếm cái gì? Tôi hiểu tôi chết liền. Nói cái gì? 5 giờ sáng không biết ngủ hả? Chưa ngủ, tôi chơi chút xíu nữa đi. Tôi chơi tới 4 giờ. Đó, tôi chơi tới 4 giờ đó. 1, 2, 3, 4. Thôi vỗ tay đi. Giờ này 11 giờ 5 phút rồi. Vỗ tay. Này, vỗ tay. Trời đất ơi. Có ai như cái gia đình tôi không? 11 giờ 5 phút rồi. Rồi nói chuyện, ngừng lại, nói chuyện. Một à. Giờ ra sao? Bây giờ đi ngủ chưa? Để mai còn dậy sớm để làm ăn đó chứ. Cái kim dài nó đã chỉ sang. Không đâu cái vỗ tay nữa. Có ai cái vỗ tay nữa đâu. Tôi nói chuyện đi. Ngồi vỗ tay trong đêm. Cô Tết ơi. Đó. Đi xuống nè. Đi xuống. Gì vậy? Ôi trời. Làm gì vậy? Đi vậy? Đi đâu á? Lấn đâu á? Cháu đang ngồi lấn chổng. Đi này không? Cháu đang ngồi mà lấn chổng gì? Đi lên đây. Đi lên đây. Đâu? Bây giờ dứt khoát là chơi 5 phút nữa nha. 5 phút nữa ngủ. 5 phút chơi không đủ hả? Là giơ con tay nhìn đếm đếm cái gì? Đếm gì? Xẻ ngón tay ra đúng không? Đây năm ngón đúng không? Còn cái ngón dài đúng không? Ok. Chơi 1 phút nữa nha. Ổn không? Nói gì mà nhìn ngón tay nói là nghĩa là cái gì? Là sao cũng không hiểu luôn nè. Nó nói là nó nói vậy mà anh không hiểu hả? Tôi không hiểu, tôi nói tôi không hiểu, chứ làm gì la tôi. Tôi không hiểu. Nói tiếng gì tôi không hiểu mà tự la tôi. Bây giờ đi ngủ chưa? Sao? Cái gì? Là ý thì sao? Muốn nói chuyện hay muốn đi ngủ?
Bây giờ nói chuyện thì phải nói cho tôi hiểu chứ, giờ tôi không hiểu sao tôi nói chuyện. Hiểu. Không hiểu. Tôi nói vậy không hiểu hả? Nói cái gì cho người ta hiểu đi. Bắt cười đúng không? Bắt cười đúng không? Gì vậy? Cái gì đó? Trời ơi, 11 giờ mấy rồi? Như người lớn rồi chạy. Nó xạo kìa, nó ho xạo. Còn thằng phê ho thiệt. Cười dở. Cười dở. Không cười hết coi. Nãy là cười kiểu gì? Trời, 11 giờ mấy đêm rồi. Làm cái gì vậy? Nhà này biết bị khùng hết rồi. Ê. Rồi nói chuyện nha, cứ ngủ nha. Thôi giờ cả nhà ngủ rồi, Tết Tết tự chơi mình nha. Leo xuống giường rồi. Đâu ai nói gì đâu. Muốn đi đâu đi thì ai nói gì đâu. Tôi đâu có nói. Tôi đâu có nói gì đâu. Ai muốn đi đi đâu đi chứ tôi đâu có nói gì đâu. Đúng rồi, tôi đâu có nói gì đâu, muốn đi đâu đi. Tôi đâu có nói gì đâu. Nãy cười gì vậy? Nhưng mà xèo con tay nghe nói chuyện là sao? Ý gì? Thái độ nó là sao trời? Không hiểu thái độ nó là sao luôn. Là sao? Là sao? Hôn ba cái. Hôn ba cái. Bây giờ có đi ngủ chưa? Dạ cái gì vậy? Sao đẩy ba? Sao đẩy ba ra? À, lại leo xuống đi đâu á? Đi đâu? Đi xuống nữa hả? Đi đâu? Mệt quá. Đi đâu? Rồi lại leo lên đúng không? Leo lên đúng không? Trời rồi ơi. Cho em leo lên. Cái gì vậy Tết? Bây giờ nè, tôi hỏi nè. Bây giờ nè, leo lên leo xuống, leo lên leo xuống là có ý gì? À, thích leo leo lên xuống xuống hả? Rồi xe tay ga nói chuyện là sao? Xin tiền ai? Đâu xin tiền? À, xin tiền ai? À. À. Nè, ăn ớt lột lưỡi sao nói nhiều vậy? Đâu làm thái độ nãy à? Đâu mà. Anh lại à? 2, 3, chỉ. 2, 3, diễn. Cha mẹ. Kính thưa quý vị, tôi không còn đủ sức để quay nữa. Bởi vì bây giờ đã quá khuya rồi. Tết ơi, con tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Chúc các cô chú ngủ ngon đi. Tết ơi. Tết ơi. Nhìn ba say đắm. Nhìn ba say đắm kìa. Bye bye đi. Bye bye, bye bye. Rồi, chúc các cô chú ngủ ngon nha. Hôn mi gió, mi gió các cô chú. Mi gió đi, mi gió đi. Mi gió đi. Cái tay này tao gì? À, bye bye hả? Ừ.
No 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 đi. No 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 no. No no no. No 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 no. Tới bây giờ tôi cũng không hiểu. Nói vậy mà không ai hiểu gì. Nó giơ năm ngón tay nghĩa là gì? Nói vậy không ai hiểu. Rồi thôi bye bye đi. Hai anh em bye bye, chúc cô chú ngủ ngon đi. Nãy giờ không được vào 19 nữa. Bye bye. Ăn đập bông mì của bà đó. Ây da, ây da. Ây da. Sao nhìn tôi thi đấm vậy? Có gì lạ trên mặt tôi không? À râu. À râu. Râu đúng không? Cái gì? Râu á. Rồi hết cái gì đó chơi đúng không? Mệt rồi đúng không? Không có ông. Nói nữa hả? Ủa nói nữa? Ồ, tôi chưa mệt mà nói mệt gì? Yeah. Mệt chưa? Mệt chưa? Sao nói chuyện nè? À, ở bà bồ. Bye bye đi. Bye bye. Bye bye cô chú kìa. Nói là cô chú có hiểu cái này của con là gì không? Ai hiểu thì comment ở bên dưới để giải thích là con nói gì nha. Có buồn ngủ quá đi. Rồi. Nữa, nữa. Bye bye, mẹ đuối quá rồi. Xong đeo lên đầu con ba nó ngồi kìa. Bye bye.